Xin chào các bạn, Ngọc Ánh đã quay trở lại rồi đây. À, khi nãy thì mình mới đi dạo một vòng điện máy xanh để sắm những cái dụng cụ gia dụng cho căn bếp mới tanh của mình. Và ngoài yêu cầu về công năng thì Ánh cực kỳ mong muốn những cái sản phẩm gia dụng nó phải ăn khớp với nội thất. Và khi mà thấy chiếc lò nướng Kangaroo KG4001 này thì Ánh đã quyết định là mua ngay. Khi mà nhìn ngoại hình của chiếc lò nướng Kangaroo này thì Ánh thực sự bị thuyết phục bởi vì nó rất là sang trọng. Từ khung viền mạ sáng màu, tay cầm, núm vặn đều có tông chủ đạo là màu vàng đen. Với những gia đình mà ưa chuộng lối thiết kế kiểu cổ điển, không quá là phô trương, không có nhu cầu lắp đặt lò nướng âm tường thì chiếc lò nướng này sẽ góp phần cho căn bếp của bạn thêm xinh đẹp và đẳng cấp hơn. Ấn tượng đầu tiên đã níu chân Ánh lại trong vô vàng lò nướng bởi vì là cái cửa lò của nó hoàn toàn được tráng gương này các bạn. Thậm chí là Ánh có thể soi được cái màu son của mình trong cửa lò luôn đó. Có khi là mua cái lò này về là mình không cần phải lắp gương ở trong căn bếp nữa mà chỉ cần nhìn vô cửa lò thôi. Anh nói đùa vậy thôi chứ nó đẹp thiệt á. Không những đẹp mà còn an toàn nữa, bởi vì là lớp kính trắng của em nó có tận 2 lớp lận, như vậy thì nó sẽ hạn chế được cái sự tỏa nhiệt ra bên ngoài trong lúc mà mình nướng thực phẩm. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tuy cửa lò tráng gương rất là sang trọng, thế nhưng những người hay sử dụng lò nướng và thích quan sát màu sắc của thức ăn thì chẳng thấy được gì đâu ngoài đèn trong lò và mặt của chúng ta. Trên cửa lò thì có tay nắm cửa rất là chắc chắn, được mạ màu kim loại nổi bật, có rãnh và phía bên trong thì làm bằng chất liệu nhựa nhám. Nên khi mà nấu ăn tay mình bị dính bơ hay là dính dầu mỡ mà muốn đóng hay mở cửa thì cũng không bị trượt tay. Phía bên phải này đây chính là hệ thống các nút vặn cơ, nhìn rất là chi tiết đúng không các bạn? Lần lượt là núm điều chỉnh chức năng, núm điều chỉnh nhiệt độ, núm điều chỉnh chế độ nhiệt, núm chỉnh thời gian được bọc bằng nhựa nhám nên không sợ bị trượt tay khi sử dụng. Nhân đây thì Ngọc Ánh cũng xin nói thêm là ở cuối cùng của khu điều khiển này chính là đèn báo hoạt động số 1. Còn đèn báo số 2 ở đâu thì mọi người hãy nhớ coi hết clip này nha. Thiết nghĩ là những ai mà đam mê nấu nướng, đặc biệt là làm bánh giống như Ánh á, thì sẽ rất là thích chiếc lò này luôn. Tại vì là những thứ để canh chỉnh để cho ra một mẻ bánh ngon như là nhiệt độ nè, lửa nè, thời gian nè thì đều có đầy đủ hết rồi. Mà những cái núm vặn này thì dễ sử dụng lắm bởi vì nó đã được chia những vạch cụ thể rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần xoay đến chỗ phù hợp là ok. Và bên ngoài của lò được phủ một lớp sơn tĩnh điện. Theo nghiên cứu sơ sơ của Ánh thì sơn tĩnh điện có tác dụng là chống sự ăn mòn của hóa chất, hoen dỉ của thời gian. Và đặc biệt nha, với những bạn mà có điện tích trong người hay bị giật tê tê khi mà chạm vào các thiết bị điện thì sẽ không bị giật khi mà sử dụng lò nướng này. Hơn nữa là cái lớp sơn màu đen thì sẽ giúp tăng thêm thẩm mỹ cho chiếc lò nướng Kangaroo. Còn bây giờ thì Ánh sẽ mở lò nướng này ra để cho các bạn xem bên trong nó như thế nào nha. Bên trong lò nướng Kangaroo được làm bằng thép không rỉ, trên dưới thì có hai thanh nhiệt để nhiệt có thể tỏa đều, giúp mau chín thức ăn hơn. Xung quanh khoang lò còn có lắp đặt quạt để phục vụ cho chức năng đối lưu, và ở bên trong khoang lò chính là nơi xuất hiện đèn báo số 2. Đèn báo hiệu số 2 vừa để cho mình nhận được tín hiệu hoạt động của lò, vừa để cho mình biết là mình đã bỏ thực phẩm vào hay là chưa, cực kỳ hữu ích với những cô nàng mà não cá vàng như là bà chị của Ánh. Và ngay trong khoang lò này thì sẽ có khe và chỗ để mình gá những cái phụ kiện hỗ trợ trong việc là mình nấu nướng, như là vị nướng nè, rồi khay nướng. Bên cạnh đó thì mình còn có cả cái xiên để mình quay thịt, có một cái tay cầm nhỏ và một cái tay cầm lớn. Rồi, vậy là Ánh đã nói sơ sơ về chiếc lò nướng Kangaroo này rồi. Bây giờ thì Ánh sẽ thử nướng cho các bạn xem cách Ánh sử dụng chiếc lò này để nướng một mẻ bánh mì cuộn xúc xích nha. Các bạn đợi một lát nha, Ánh sẽ đi lấy bột và quay trở lại ngay thôi. Hello, Ánh đã trở lại với bột bánh mì lên men hoàn chỉnh rồi đây, để cho mình đỡ mất thời gian nhào bột đó mà. Bây giờ thì mình cán bột dài ra rồi quấn với xúc xích, sau đó thì mình bỏ vô lò nướng nha. Trước khi để bánh lên thì mình sẽ lót một lớp giấy nến để nướng bánh nha. Tại vì cái bột này nó cần thời gian nghỉ các bạn, nên là nắng xong thì mình sẽ để bột qua một bên ở nhiệt độ phòng. Và trong lúc đó thì mình sẽ làm nóng lò, bởi vì là lò thì luôn cần một khoảng thời gian để nóng lên và đạt được nhiệt độ đã chỉnh. Với loại bánh này, Ánh sẽ làm nóng lò trong vòng 10 phút, nhiệt độ là 180 độ C. Nếu mình chỉnh hết mức nhiệt độ của lò thì khi mình đặt bánh vô, bánh sẽ bị áp mặt, rất dễ bị sậm màu mà không đẹp. Và trong thời gian chờ đợi 10 phút thì Ánh sẽ lấy một cái lòng đỏ trứng gà đã quậy sẵn và mình sẽ phết lên bánh. Như vậy thì sau khi mà bánh nướng xong nó sẽ có cái màu vàng ươm rất là đẹp mà mình không cần phải sử dụng màu thực phẩm bỏ vào bột bánh. Đó, các bạn có nghe tiếng tinh báo hiệu hết thời gian hẹn giờ không nè? Nhưng mà lò nướng thông thường thì nhiệt độ trong lò sẽ có chênh lệch với nhiệt độ chúng ta chỉnh, cho nên là Ánh sẽ dùng nhiệt kế lò để đo thử xem là nếu mình vặn 180 độ nhưng nhiệt độ thực tế là bao nhiêu để còn tính gia giảm nhiệt nha. Wow, nhiệt kế hiển thị 180 độ luôn. Vậy là đã ok rồi. Và bánh thì cũng đã nghỉ rồi. Bây giờ thì Ánh sẽ cho bánh vào trong lò nướng luôn nha. Đóng nắp lại, mình chỉnh nhiệt độ 180 độ, chọn lửa trên dưới cho đều, chỉnh thêm quạt đối lưu để không khí nóng lan tỏa đều trong lò, rồi hẹn giờ 10 phút để nướng bánh nha.
Công việc của mình bây giờ chỉ là chờ đợi thôi nè. Và một điểm cộng của anh dành cho chiếc lò này là trong khi lò đang hoạt động thì nhiệt độ tỏa ra vừa phải. Ngay tại chỗ anh đứng đây thì không cách lò quá 30cm, nhưng mà anh chỉ cảm nhận được cái nhiệt độ vừa phải của lò thôi. Và đây là một điểm cộng đó nhé. Bởi vì một thời gian dài sử dụng thì đồ vật xung quanh nó sẽ không bị biến đổi chất lượng do là nhiệt độ cao. Tuy nhiên là nhà sản xuất cũng đã khuyến cáo là chúng ta không nên đặt lò nướng bên trên bề mặt hay là những đồ vật dễ bắt lửa như là gỗ nè, nước sơn hoặc là dầu hỏa chẳng hạn. Mặc dù là độ an toàn của sản phẩm thì cao đó, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng cho nhà cửa đúng không nè. Ánh nung nóng quá luôn rồi đó các bạn, bởi vì là cái mùi của bánh nó thơm nức cả phòng luôn, nhưng mà bánh thì vẫn chưa chín. Thôi thì trong lúc mà chờ đợi thì ánh sẽ cho các bạn xem là cái mặt gương này khiến cho chúng ta khó quan sát đồ ăn trong lò như thế nào nha. Ánh sẽ cầm điện thoại lên và quay cho các bạn xem luôn. Nè, bánh trong lò thì hơi mờ đó, rõ là cái đèn đang sáng kia, còn lại là phản chiếu nguyên cái mặt ánh với điện thoại luôn. Yeah, nướng xong rồi, mở lò ra thôi. 1, 2, 3. Wow, thơm quá mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lấy khay bánh ra nha. Bánh quá ngon luôn đúng không mọi người ơi? Bánh vàng ươm như vậy á, là do lửa tỏa đều đó. Bây giờ thì anh sẽ xé thử một ổ bánh mì xem là bên trong nó đã chín chưa nha. Thơm bánh sốt phồng lên như vậy là chín rồi đó. Khói bốc lên thơm lừng luôn mọi người ơi. Như vậy là anh đã làm xong mẻ bánh cuộn xúc xích bằng lò nướng kangaroo này rồi. Bây giờ thì sẽ đến lúc mình vệ sinh lò bánh thôi. Rất là dễ dàng luôn. Anh lấy khay ra để nguội bớt rồi rửa bằng vải mềm hoặc là bông mút để không bị chảy xước. Còn lò nướng thì phải để thật là nguội, sau đó dùng khăn ướt lau đều khoang lò nè, cửa lò nè. Và các bạn nhớ là trước khi lau thì rút dây điện ra nha, cắm điện mà dùng khăn ướt là nguy hiểm lắm đó. Các bạn thấy đó, rất là dễ dàng thao tác với chiếc lò nướng kangaroo này luôn. Dung tích của lò là 40 lít nên có thể sử dụng cho những gia đình từ 4 đến 6 người. Ngoài ra thì còn có nhiều phụ kiện đi kèm để mình có thể nấu những món ăn khác nhau như là nướng thịt, quay gà, nướng hải sản. Riêng mà nướng bánh để ăn hoặc là tặng bạn một ít thì các bạn có thể sử dụng chiếc lò này. Còn nếu như mà nướng bánh để bán thì các bạn có thể tham khảo những mẫu lò lớn hơn với dung tích lớn nè và có nhiều khay nướng hơn để tiết kiệm thời gian nha. Tìm một chiếc lò nướng vừa hữu dụng vừa dễ xài, sang trọng, đẹp đẽ, tô điểm thêm cho căn bếp của bạn thì anh nghĩ là mua chiếc lò nướng Kangaroo KG4001 này là đúng rồi đó. Cảm nhận của các bạn như thế nào? Hãy comment bên dưới cho anh biết nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!